Mặc dù cửa hàng ăn tại 19 quận huyện vùng xanh Hà Nội được phép mở bán mang về từ 12 giờ ngày 16 tháng 9, song vẫn có nhiều cửa hàng vẫn đóng cửa im lìm. Chủ quán cơm số 195 phố Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình cho biết, lý do quán chưa hoạt động dù thuộc diện được phép mở bán mang về là vì khó khăn trong việc mua nguyên liệu thực phẩm. Chưa anh ạ, tại vì em chưa lấy được mối hàng. Thì bây giờ em lấy thịt ở Vân Đình mà bây giờ nó có đi sao được đâu. Chị làm ở lại ạ. Em chưa biết ạ. Theo ghi nhận, rất nhiều quán cơm phở, đồ ăn thức uống tại quận Cầu Giấy, Ba Đình, Tây Hồ, Bắc Từ Liêm hiện vẫn đang đóng cửa, dù thực diện được mở cửa từ 12 giờ ngày 16 tháng 9. Tin là mở từ 12 giờ nhưng mà cái mặt hàng phở của chị nó phải chuẩn bị từ trước nên nó không có ngày mở ở ngay, em hiểu không? Đồ liệt anh chưa chuẩn bị gì, mới cả là thông báo là nó gấp quá, anh chưa chuẩn bị được, nhân viên cũng chưa có, nên ra là chắc mấy hôm nữa anh mới mở được. Theo công văn mới nhất của Sở Y tế Hà Nội, đến 18 giờ ngày 15 tháng 9, có 19 quận huyện đáp ứng tiêu chí đủ điều kiện mở hàng quán từ 16 tháng 9, gồm Ba Đình, Ba Vì, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Tây Hồ, Đan Phượng, Gia Lâm, Hoài Đức, Long Biên, Mê Linh, Mỹ Đức, Nam Từ Liêm, Phú Xuyên, Phúc Thọ, Quốc Oai, Sóc Sơn, Sơn Tây, Thanh Oai và Ứng Hòa. Theo Bí thư tỉnh Đồng Nai phải lên phương án sống chung với COVID-19. Nếu không, việc đóng cửa mãi khiến cho người dân khó khăn, không kể sinh nhai kinh tế trì trệ. Từ 0 giờ ngày 20 tháng 9, Đồng Nai sẽ thực hiện kế hoạch mở cửa, nới lỏng giãn cách cho vùng xanh, phục hồi kinh tế xã hội dựa theo hai tiêu chí: tỷ lệ phủ vaccine và mức độ nguy cơ theo đánh giá của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật. Lộ trình trở lại bình thường mới do Ủy ban Nhân dân cấp huyện, thành phố quyết định. Việc mở cửa được tiến hành từng bước và đảm bảo tuyệt đối an toàn. Một tuần sẽ đánh giá và cập nhật tình hình, mức độ nguy cơ. Hôm nay, Chủ tịch UBND quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ cho biết đã có kết quả xác minh vụ việc 57 người dưới 18 tuổi được tiêm vaccine COVID-19. Kết quả xác minh đúng là có sự việc 57 em dưới 18 tuổi trên địa bàn quận được tiêm vaccine COVID-19. Hiện sức khỏe của những em được tiêm vaccine đều bình thường. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận Thốt Nốt, các cán bộ y tế đã tự ý tiêm vaccine cho người chưa đủ 18 tuổi, không xin ý kiến chỉ đạo của quận hay sở y tế. Chính quyền đã cho kiểm điểm, xử lý kỷ luật đối với những người có liên quan đến vụ việc. Giám đốc Trung tâm Y tế quận đã bị đình chỉ công tác 15 ngày. Một nhân viên y tế phường Tân Lộc cũng đã bị đình chỉ công tác. Thưa quý vị, ở trong những khu điều trị COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh, không phân biệt lứa tuổi, công việc hay trình độ chuyên môn, những tình nguyện viên đặc biệt này đã bước vào tâm dịch trong một tâm thế, còn dịch thì còn chiến đấu. Và nhờ những hành động cao đẹp của họ, nhiều bệnh nhân không có người thân chăm sóc bên cạnh như được tiếp thêm sức mạnh, vượt qua COVID-19 để trở về với cuộc sống bình thường. Mỗi ngày 8 tiếng làm việc trong môi trường lây nhiễm, đã gần 20 ngày qua, chị Vũ Thị Mai Thoa cùng hàng trăm tình nguyện viên khác ngày đêm chăm sóc cho các F0 nặng tại bệnh viện hồi sức COVID-19, bệnh viện Ung bướu cơ sở 2, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Xịt khuẩn, lau dọn hành lang, phòng bệnh và kiêm luôn vai trò như một hộ lý. Với những hành động nghĩa tình này, các tình nguyện viên đã lan tỏa năng lượng tích cực, giúp bệnh nhân có tinh thần tốt để vượt qua dịch bệnh. Đây là tất cả các y bác sĩ và các tu sĩ của Công giáo để đi tình nguyện, để vì yêu thương. Đã chấp nhận đi thì mà chấp nhận hơi nhiễm chứ không có sợ gì hết nữa. Thì mình đi vô để mình thay cho những người thân trong gia đình của họ, để mình vô mình chăm sóc cho họ, rồi giúp đỡ cho các y bác sĩ một chút công việc nào đó. Chúng ta không có chuyên môn nhưng mà giống như là mình dọn vệ sinh hoặc là mình chăm sóc các bệnh nhân, những cái việc mà mình không cần chuyên môn đến mình có thể làm được ấy. Ở một chiến tuyến khác, anh Nguyễn Hồng Kỳ cũng là một tình nguyện viên, nhưng trước kia anh là một bệnh nhân nhiễm COVID-19 ở đây. Thấu hiểu được sự hy sinh, vất vả của lực lượng y tế, cũng như nhu cầu được chăm sóc từ những điều nhỏ nhất của hàng trăm bệnh nhân ở đây, anh Hồng Kỳ đã quyết định ở lại sau khi nhận được tờ giấy xuất viện. Khi mà đến đây làm á, thì cảm xúc của mình cảm thấy thứ nhất là bất ngờ vì ở đây có rất nhiều bệnh nhân mà cần được chăm sóc. Đúng với cái suy nghĩ của mình là cần giúp đỡ cho các cán bộ y tế, họ có thể
tập trung công việc của mình vào những cho bệnh nhân nặng hơn để cứu giúp cho những người nặng hơn. Khi mà những cái người mà họ đã bị nhiễm Covid mà họ hồi phục rồi đó, khi mà họ tham gia tăng tạo được cái thời gian nghỉ ngơi cho nhân viên y tế cũng như những người chăm sóc, thì lúc đó thì nhân viên y tế có thời gian hồi phục và có một sự xen kẽ đan xen giữa công tác của những người chăm sóc là Covid đã khỏi và những nhân viên y tế, thì cái việc chăm sóc của bệnh nhân nó sẽ tốt hơn. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện phong trào thi đua đặc biệt quân đội cùng với cả nước chung sức đồng lòng thi đua phòng chống đại dịch COVID-19, thời gian qua, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu 4 luôn quán triệt sâu sắc tinh thần chống dịch như chống giặc, xem đó là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình, sẵn sàng đi đầu, quyết tâm chiến đấu, chiến thắng đại dịch COVID-19. Sau khi nhận nhiệm vụ, 14 nhân viên quân y, lái xe cùng 7 cứu thương của quân khu 4 đã lên đường, hành quân vào miền Nam tăng cường cho quân khu 7 phòng chống dịch. Với quyết tâm vì một miền Nam ruột thịt, những chiến sĩ trên quê hương Bắc Hồ quyết tâm chung sống đồng lòng cùng nhân dân miền Nam chiến thắng đại dịch. Tuy rằng nhận lệnh rất là đột xuất, nhưng trong vòng có 30 phút, chúng tôi đã chuẩn bị hoàn toàn đầy đủ trang thiết bị và anh em đồng lòng lên đường hỗ trợ giúp đỡ đồng bào ở miền Nam. Với tinh thần là vì miền Nam ruột thịt, đấy, chia sẻ. Thứ nhất là điều động lực lượng y bác sĩ phương tiện vào thành phố Hồ Chí Minh theo điều động của Bộ Quốc phòng. Thứ hai là ủng hộ cơ sở vật chất và tiền để giúp đỡ công dân thành phố Hồ Chí Minh vượt qua vấn đề lương thực thực phẩm đã được quân khu chỉ đạo được gần 4 tỷ. Thực hiện phong trào thi đua đặc biệt, quân đội cùng với cả nước chung sức đồng lòng thi đua phòng chống đại dịch COVID-19. Chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu 4 luôn nêu cao tinh thần xung kích. Hơn 10.500 cán bộ chiến sĩ, hơn 20.000 quân nhân tự vệ được điều động tăng cường cho các địa phương, vùng có dịch trên 6 tỉnh Bắc Trung Bộ, tham gia chốt chặn phong tỏa, phục vụ tại các khu cách ly, bệnh viện dã chiến và hỗ trợ việc truy vết lấy mẫu. Những gian hàng không đồng do quân đội thiết lập ở nhiều địa phương đã hỗ trợ kịp thời một phần thực phẩm cho nhân dân, đồng thời tích cực giúp đỡ nhân dân ở các vùng đang thực hiện chỉ thị 16 thu hoạch kịp thời vụ lúa hè thu. Em cũng cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ của tỉnh, huyện và địa phương đã giao cho anh em chúng tôi. Chúng tôi sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ để bảo vệ trực ngày đêm, không còn ngại khó khăn gian khổ. Chúng tôi đã huy động từ cái nguồn sản phẩm tăng gia chăn nuôi của các đơn vị và sự hỗ trợ của các đơn vị của lực lượng vũ trang quân khu đứng chân trên địa bàn của tỉnh Nghệ An để hỗ trợ bà con, để thông qua đó thì đã góp phần làm cho bà con bớt đi những cái khó khăn trước mắt. Thi đua phòng chống đại dịch COVID-19, các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang quân khu 4 thường xuyên quan tâm chăm lo sức khỏe, bảo đảm an toàn cho bộ đội, vừa phòng chống dịch, vừa thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao theo phương châm quân an toàn để giúp dân hiệu quả. Tiếp tục với những thông tin quốc tế. Thưa quý vị, các số liệu thống kê chính thức được công bố vào ngày 16 tháng 9 cho thấy, tính đến hết ngày 15 tháng 9, hơn 1 tỷ người tại Trung Quốc, tương đương với 71% dân số, đã được hoàn tất tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19. Theo Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, đã có tổng cộng 2,16 tỷ liều vaccine ngừa COVID-19 được sử dụng trên cả nước. Chính phủ Trung Quốc hiện chưa công bố mục tiêu bao phủ tiêm chủng. Song tháng trước, nhà virus học hàng đầu Trung Nam Sơn cho biết, nhiều khả năng nước này sẽ hoàn tất tiêm phòng cho khoảng 80% dân số vào cuối năm nay. Trung Quốc hiện đang tăng cường ngăn chặn đợt bùng phát dịch mới do biến thể Delta ở tỉnh Phúc Kiến, đông nam nước này. Trong 24 giờ qua, Trung Quốc đại lục ghi nhận thêm 62 ca lây nhiễm trong cộng đồng, trong đó riêng tại tỉnh Phúc Kiến có tới 61 ca. Anh sẽ tiến hành nghiên cứu phản ứng miễn dịch của trẻ em thông qua việc tiêm kết hợp các loại vaccine ngừa COVID-19 khác nhau nhằm tìm ra cách thức tiếp cận tốt nhất mũi thứ hai vaccine ngừa COVID-19 cho thanh thiếu niên do có những báo cáo trước đó về nguy cơ nhỏ mắc viêm cơ tim. Theo kế hoạch, trẻ em trong độ tuổi từ 12 cho đến 15 tuổi ở Anh sẽ được tiêm vaccine ngừa COVID-19 từ tuần tới, trong khi những trẻ trong độ tuổi từ 16 đến 17 đã được tiêm từ tháng 8. Dù trẻ em Anh đã được tiêm mũi thứ nhất bằng vaccine của Pfizer-BioNTech, song giới chức nước này cho biết sẽ đưa ra khuyến nghị về mũi vaccine thứ hai sau khi tiến hành nghiên cứu mang tên COM-COVID-3, trong đó thử nghiệm các loại vaccine ngừa COVID-19 khác nhau cho trẻ từ 12 đến 16 tuổi và quan sát phản ứng miễn dịch cũng như các tác dụng phụ nhẹ hơn ở trẻ em.
Các chuyên gia dịch tễ học Mỹ cho rằng người đã mắc COVID-19 thường có kháng thể bảo vệ và không thể tái nhiễm SARS-CoV-2 trong 6 tháng. Tuy nhiên, tình trạng tái nhiễm sau đó có thể gây biến chứng nghiêm trọng. Đây là lý do mà Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Mỹ khuyến cáo các trường hợp này nên tiêm phòng vaccine ngừa COVID-19 khi có thể. CDC Mỹ cho biết những người đã khỏi bệnh nếu từng được điều trị bằng kháng thể đơn hoặc huyết tương thì nên tiêm phòng sau đó khoảng 90 ngày. Xung quanh các ý kiến lo ngại về việc nhiều người từng mắc COVID-19 gặp phải tác dụng phụ mạnh hơn sau khi tiêm vaccine liều đầu tiên, CDC nhấn mạnh mỗi người tiêm phòng có thể gặp một số tác dụng phụ khác nhau và không loại trừ khả năng ngay cả những người chưa mắc COVID-19 cũng gặp các tác dụng phụ sau tiêm. Ngoài ra, nhiều trường hợp tiêm vaccine từng mắc COVID-19 không có triệu chứng mà không nhận ra và điều này có thể tác động tới sự xuất hiện của các tác dụng phụ. Thiếu hụt gần 500 triệu liều vaccine, mục tiêu hoàn thành tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho 40% dân số của châu Phi vào tháng 12 này sẽ khó mà thành hiện thực. Đây là nhận định được Tổ chức Y tế Thế giới WHO khu vực châu Phi đưa ra vào ngày 16 tháng 9. Sự thiếu hụt này là do cơ chế phân bổ vaccine COVAX đã cắt giảm 150 triệu liều dự kiến sẽ được giao trong năm nay. Theo đó, cơ chế COVAX sẽ chỉ cung cấp 470 triệu liều vaccine COVID-19 cho châu Phi trong năm 2021, đủ để tiêm chủng cho 17% dân số. Châu lục này hiện mới có khoảng 50 triệu người, tương đương với 3,6% dân số, được tiêm chủng đầy đủ. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin nhật ký chống dịch COVID-19 chiều ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.